Nhớ kỹ chúng ta là một gia đình. Không phân biệt đối xử. Không phân biệt vùng miền. Kính trên nghiêng dưới. Kính trên nghiêng dưới. Kính trên nhường dưới. Đó mới là một gia đình. Đang nói chuyện bắt đi ngủ. Chán mấy bà này thật. Hát nhé. Ai muốn nghe hát không? Nói thế thôi chứ hát bây giờ thì còn đúng cái nịt luôn. Thống nhất 12 giờ đi ngủ nhé nhà mình. Tâm sự lốt. Ok, mở camera. Được chưa nào? Được rồi thì tắt nhé.
Sao lại không? Sẽ mất khoảng 3 ngày Đạt sẽ không nói chuyện với mọi người được. Nói sẽ bị đau. Nhưng chúng ta sẽ vui vẻ như trước đây. Ok, không cả nha. Ok, không cả nhà. Nếu đồng ý cho Đạt xin nhưng ai cần trái tim và biểu tượng ngọn lửa của gia đình mình. Bắt cười bây giờ không cười được. Cười là chảy máu. Đợi 3 ngày nữa cười tụt quần luôn cho xem. Mèo sao lại tăng view rồi? Sao không đi ngủ đi? Tăng phát 3k view sợ thế.
13 phút nữa ngủ nhé cả nhà. Từ mai Đạt sẽ không nói lại chuyện gia đình ta nữa. Gia đình ta chỉ vui vẻ thôi. Nhưng mọi người hãy nhớ kỹ những gì Đạt nói hôm nay nhé. Ok nha. Nhà mình nghe nhạc trước khi đi ngủ nha. Trở đi đừng tranh cãi nữa nhé mọi người.